chết cũng đâu có đem theo được gì đâu. Không, chết đâu, thành tài. Thành ra thôi kệ. Chứ ngày giờ nếu mà anh có tài sản mà nếu anh chết anh cũng sẽ được lấy mà. Thế thế ở bên Mỹ là vậy đó, vậy đời sống Mỹ vậy thôi. Mà anh thấy thôi kệ mình cứ vui. Cuối tuần thì mình kéo hồng kia rồi ha. À. Quá hỏi Út này rồi. Giờ đi câu hay đi làm? Thôi giờ bây giờ nó đi câu ra đây mừng gà, mừng vịt, mừng gì đó. Rồi mình tính tới cuộc sống vậy thôi. Ha. À. Anh Đức đang lên đang lên like luôn nha. Hai. 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 Có cái bị súng đạn luôn. Em đâu giờ em đâu trong trong gắn đó nói cái okay. Già cả rồi. Ờ đúng rồi, đứng ơi, kệ sống của mình mà. Vì lại mình để hở gì vô chi mình mất mất vô vô. À, đúng rồi. Quê quê. Nói là biết là biết người xưa. Nói chơi cuộc sống mà. Giờ qua xứ rồi bữa nay rồi. Làm lo kiếm tiền. Cuối tuần cái đi câu. Nhưng anh hay chứ, anh cũng giỏi chứ. Qua nói là anh giỏi á. Anh rất là giỏi. Làm đi làm hãng thì có vậy thôi chứ gì là không gì đâu. Không anh chịu khó, tôi thấy phải nói là rất là khâm phục anh chịu khó. Anh bây giờ, qua bây giờ Mỹ đâu rồi. Có nhiều. Bây giờ cũng không muốn mua nhà đó, mua nhà không mình phải trả. Đúng rồi. Tiền thuế chừng này chừng nọ. Hỏi anh chứ bây giờ anh có nhà anh phải bảo hiểm rồi anh phải cách gì đủ thứ hết. Bây giờ mình sống bao nhiêu năm nữa rồi. Bây giờ phải ngồi đó phải trả đóng thế trả nợ trả nợ rồi tiền rồi thấy không, rồi cuối cùng cuộc đời của mình bây giờ mỗi xe mình cũng không còn đi lại à. Bây giờ có gì mình đi chơi chỉ có chơi tìm một nhà thôi có gì đâu. Ừ mà nếu mà là mình làm chớp rồi muốn nhà ở không nổi rồi thôi chết à. Mới gì không đi chơi thôi như vậy thôi. Thôi cuộc sống mà bây giờ các xã hội này mấy tới 2.000 bộ lượng ít hả ba? Đúng rồi. Anh thấy không? Nó nặng đầu nữa. Tại sao bây giờ mình phải ngồi đó mình nặng đầu thay vì bây giờ mình cứ hưởng thụ cuối tuần cái mình kéo tàu đi câu. Nữa rồi bốt qua kiếm tiền mua thêm cái chiếc xe kia nữa rồi đó. Kéo tàu chiếc xe đi chỗ nào cũng đó. Đúng rồi. Giống như cháu bồ treo luôn. Thôi mới không? Đúng rồi. Vô tư vậy thôi chứ giờ. Anh thấy có thể dưỡng vô nhà mà nó phải dẫn lên lại. Tôi biết, tôi hiểu mà, tôi có nhà tôi biết. Nhiều người có nhà họ nghĩ là vậy chứ anh thấy nặng gánh lắm anh Đức ơi. Bảo hiểm nè, thuế nè, rồi phải lo lắng. Đúng nơi bà lắm, anh có nhà rồi. Đủ mọi thứ hết. Anh thử vài tháng anh không trả nó là nó thu vậy nè. Thì đó. Kéo anh đi ra. Dạ, anh thấy rồi, có nhiều người không hiểu. Anh mua được cái nhà, anh làm chủ được cái nhà có nghĩa là anh chồng làm chủ cái nợ chứ thôi. Bây giờ nếu mà cỡ ba mấy á, còn trẻ thì có gì thì anh làm được. Còn tại vì cái tuổi trẻ cái đời của nó còn dài thì nó phải phấn đấu, nó phải vượt qua, nó phải vươn lên thế này thế nọ. Cỡ như em bây giờ em bây giờ anh ra anh ôm cái nhà, anh phải đóng thuế trả nợ, trả tiền mortgage rồi thuế má đủ thứ hết, vất vả rồi cuộc sống của mình còn bao lâu bây giờ hay gì mình phải hỏi cái anh lớn rồi chết lớn đấy chết liền thôi chứ không phải vậy đó. Lấy tiền đâu trả cho nó đúng rồi đây, vô lấy bia thêm vô vô, vô.
Bữa nào có thằng Út nữa lại gọi được Út là vui rồi đó, có thằng Út là vui rồi đó. Con à, hồi bây giờ mà giờ nó tự nó lo thân nó rồi, à, nó không lo gì đó. Thôi nó lo được nó vậy mừng rồi đây. Okay. Giờ nó lo được thân nó mình mừng rồi. Bây giờ đời mình cứ tàn tàn cho ổn thỏ thôi. Vô. Mỗi chân neo nó là một bà luôn. Đó, bây giờ thôi. Anh biết mỗi nó chơi là nó thuê xe để mới đi xe mà xe điện không lái luôn. Hay vậy? Không đi chơi luôn. Giỏi vậy. Rồi mà thuê xe mà nó mà xe tụi nó độ lên nha. Chạy luôn nó nẹp bô bên kia là sợ luôn hả? Dạ. Yeah. Thôi vậy cũng mừng cho nó, nó chịu khó Nó là nó phải giờ anh cũng nhắn cũng phải khuyên nó cố gắng để dành tiền để lo tương lai sự nghiệp. Chứ đừng có nói chung thì khi nó cũng nhắc nhở nó rồi. Nhắc nó chuyện đó cái thằng đó em biết tính nó mê xe. Dạ. Yeah. Nó mê xe. Giống tôi á. Xe mà tôi cũng mê xe lắm. Xe mà kì nó đi chơi mà nó có thuê chiếc xe mà xe gì mà Tesla gì xe điện á. Tesla hả? Ờ. Ồ mấy chiếc Tesla mà không được lái chỉ xét chở chạy không á. Ừ. Mấy chiếc Tesla self drive. Xong rồi nó mới đi chơi nữa mà đi qua bên cái gì chịu khó quá ha, cũng chịu mà nó học hả? Nó học là kỹ sư à? Nó có bằng rồi. Ờ. Nó ra có bằng rồi bây giờ. Giỏi vậy. Kì đó nó đi câu với anh với tôi. À kì đó ra lần á. Bữa nào rủ nó đi chơi bữa. Nó dạ. Nó kêu em đi cái chỗ tiểu ba đi đâu lái xe. Tính mấy 2 tiếng gì đâu mà đi ra đó có giờ vòng sông rồi nó thuê mấy chiếc cho bắt này chèo chơi. Ờ. Mà em thôi không đi. À. Kì thằng chịu khó thằng nó giỏi ha. Mấy bữa nào thấy nó kì biết đó. Ừ. Nó thuê xe đi mà nó bị giống như bị cháy rừng. Vậy hả? Quay nó lắp đường. Ờ. Nó lũ vô hổ đâu nó đi đường vòng. Em đi vô đất của bộ da đỏ. Ồ. Chạy hồi có rắc rồi mỏ đỏ nó hỏi. Nó hỏi nó mày biết mày đang đi vô đất của ai không? Vô đất mỏ da đỏ hơi mệt rồi. Thì mới vậy nó nói. Ồ nó nói tao lộ bắt đầu nó hoành ra. Ừ. Nó liều mạng. Tụi mỏ da đỏ bây giờ nó mạnh lắm. Ừ. Luật pháp rồi nó khác bên ngoài. Nó có cái luật pháp của nó. Tại vì cũng giỏi quá rồi. Ôi, cũng mừng. Nó giờ tiệm mới bữa nào nó đi câu với tôi với anh ha. Thằng ấy thương ha. Rồi có bạn gái gì chưa? Nó có ghệ. Chị hả? Chơi ghệ rồi. Dạ. Mỹ hay Việt Nam? Cái Việt Nam á. Dạ hả? Ừ, nói về cũng mừng. Kệ. Bây giờ mình lớn tuổi rồi. Mấy đứa con không, nó tại nhà kì nó lập cái gì chơi tóc chứng khoán cái gì không biết mà nó bị vô nó đúng rồi. Nó trúng cái đúng rồi chứng khoán có bình tội đúng không ngon dữ chứng khoán hồi lúc đầu cũng ngon lắm. Ừ. Nó qua đấy nó học ra nó có bằng kỹ sư rồi là nó tiếng Anh tí gì giỏi gì mà nó tìm hiểu. Ừ. Thằng bác cũng chịu khó ghê thì đó đi câu lần tôi thấy anh dặn đi câu chung đó. Dạ. Nó hiền. Bây giờ cũng mừng anh ơi. Bây giờ con cái bây giờ mình lớn rồi. Không lo được nó. Ghê luôn á. Thì tôi với bà xã tôi mặc đậu lại câu không á. Dạ. Cũng hai mấy con. Vậy hả? Dưới á. Vậy đây hả? Mới mua tàu này mà anh biết. Cái vụ mà nó bị lệch qua mình đề. Không nổ á. Đâu có biết đâu. Chạy hoài không chạy đâu dám chạy không nữa. Vô đi. Anh thêm hết đi. Rồi. À, hết lấy lồng mới đi. Cái lòng mấy? Kệ cứ uống đi. Đấy. Bia mình để uống chứ đâu phải bia để coi. Kệ, vui là chính. Vô. Không, vui đấy. À, bà chơi vô mình đã xịn rồi. Anh này nha anh chị các bạn, anh này là con của một cảnh sát của cụ chế độ cũ. Anh này nè là anh Đức đó, đại quý hải quân đó bạn nè, mà người ta sống rất là dễ thương. Anh xin các bạn thấy đại quý hải quân bị đánh chìm trong một cái chiếc tàu chiến tranh mà ai cũng có những cái nỗi khổ, bạn thấy không? Này hồn ai nó giữ đó. Chơi với lại Minh cũng chơi với lại Minh đấy. Thường. Bình thường thôi. Phong anh Đức.
tế con của đại quý hải quân bị cộng sản gọi là đánh chìm trong một chiếc tàu. Bình thường thôi, chiến tranh mà đó, các bạn thấy không, dễ thương kia không, con người ta cuộc sống là như vậy thôi, không ai muốn như vậy, các bạn thấy tôi chơi các bạn đấy. Ok, con của đại quý hải quân giờ tới 87 hả, đi okay, bắt cá em, wow, ok ông gái okay. Anh đi câu cá chơi cuối tuần à, đi okay. Với mấy anh em nè, mấy anh em to đấy, con của đại quý hải quân mới nghe. Bà mẹ của anh làm bên cái gì, bên điều tra cộng sản. Ê, mẹ của anh á, các bạn biết ngày xưa mà đã. Điều tra cộng sản mà chiêu hồi á, làm cho tụi Mỹ ở dưới trung tâm thẩm vấn á, ấy ghê chưa. Mà á, nhưng mà anh em tụi tôi bình thường, tại cuộc sống mà hồi mai nó dữ vậy, bây giờ thôi mình cũng bình thường giống như mọi người đâu, đúng rồi, bình thường thôi. Các bạn là mình là người dân, mình sống đúng rồi. Theo cái người dân của mình nó thôi. Qua rồi đâu ai muốn gì không thôi, anh có à, các bạn thấy bởi thương lắm. Dạ, mấy anh em tụi tôi ông già tôi là bị trên hãm mà bị thủy lôi nổ đấy, bạo luôn, người nhái mò 3 ngày mới được đấy, các bạn thấy không đấy. Mà anh em tụi tôi chơi rất là hòa đồng và thương yêu nhau, tụi tôi không có chiến tranh là phải chịu thôi, sống không có mang tính cách vấn đề mà hận thù gì theo cái thời cuộc chiến tranh là phải vậy đấy, các bạn thấy không. Ê, anh quay lên em chạy vô máy nha, để em tới rồi nha. Anh tới hả? Ok ok, vậy hả? Ok thôi, mình bay nhé.